Xin chào các bác, em là Ngọc Anh và đến từ Ngọc Anh Tranh Đồng các bác ạ. Đối với những bác mà yêu thích những cái dòng tranh nó mang lại nhiều cái ý nghĩa này, và một trong những cái dòng tranh đặc biệt được các cái bác khách hàng là những cái chủ doanh nghiệp hay là những bác yêu thích những cái nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc thì luôn luôn quan tâm tới những cái dòng tranh mang tên là dòng tranh mặt trống các bác ạ. Thì ngày hôm nay, trong video ngày hôm nay, em sẽ mang tới cho các bác một mặt trống đồng với tên gọi là mặt trống đồng đường kính 1m và họa tiết thì được làm bằng ăn mòn các bác nhá. Thì đây chính là cái sản phẩm mà hôm nay em muốn mang tới cho các bác. Mặt trống này thì sẽ được làm tại làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh, là một trong những làng nghề làm ra những cái dòng tranh nó mang nhiều cái giá trị phong thủy và những giá trị tâm linh các bác nhá. Mặt trống này thì như ban đầu trong video có nói thì nó sẽ có cái đường kính của mặt trống sẽ có đường kính là 1m này, và với chất liệu của cái mặt trống này nó sẽ có chất liệu là làm bằng đồng vàng, và họa tiết thì sẽ làm theo họa tiết ăn mòn các bác nhá. Và cái độ dày của cái mặt trống này nó sẽ có độ dày là 7 gem cho cái mặt trống này. Còn về cái cân nặng, cân nặng của mặt trống này thì nó sẽ có tính cả cân nặng của cái phần khung gia cố phía sau nhá. Tại vì cái bức tranh này nó làm bằng tấm đồng nguyên tấm dày 7 gem này nên nó phải có cái phần khung gia cố phía sau để nó đảm bảo cho cái việc là nó chắc chắn này, nó cố định được cái phần khung tranh để khi các bác treo tranh trên tường nó sẽ đảm bảo được đẹp nhất, an toàn nhất đấy các bác ạ. Nên là cái cân nặng của cái bức tranh này thì nó sẽ có cân nặng là 8,9kg cho cả cái phần khung gia cố phía sau các bác nhé. Thì đó là về cái thông số kích thước và cân nặng của cái mặt trống này. Và đối với cái phần họa tiết của cái bức tranh này thì như trong đầu video em có chia sẻ với các bác, nó là một trong những cái họa tiết được làm theo bằng ăn mòn. Tức là cái họa tiết này nó sẽ không phải là họa tiết nổi này, nó cũng không phải là họa tiết được thúc nổi lên, hay là những họa tiết như cái họa tiết của hàng trống đồng đúc hay là trống đồng gò, mà nó được làm theo họa tiết ăn mòn. Tức là cái họa tiết này nó sẽ đưa hóa chất vào, nó theo cái họa tiết để nó làm ra các cái đường nét họa tiết trên bức tranh. Thì trong video các bác thì dễ dàng nhìn thấy được là cái mặt trống này nó cũng vẫn sẽ đầy đủ cho các bác những cái họa tiết cơ bản nhất của một mặt trống luôn luôn có. Đó là đầu tiên là về cái phần tâm trống này. Tâm trống thì sẽ là những hình ảnh của ngôi sao, thì nó sẽ mang lại cái ý nghĩa đó là sự sức sống này, sự sức mạnh, và cũng như là đấng tối cao, đấng thần linh luôn luôn dọn theo, luôn luôn chiếu rọi cho cái cuộc sống sinh hoạt của con người các bác nhá. Chính vì vậy mà vòng tròn thứ hai đây chính là vòng tròn của cuộc sống sinh hoạt của người Việt cổ, cụ thể hơn đó là cuộc sống sinh hoạt từ thời Văn Lang, thời Hùng Vương các bác nhá. Đó là vòng tròn thứ hai, và tới hai vòng tròn ngoài cùng đó là vòng tròn của những đàn chim, những đàn hạc như này đang chạy xung quanh cái tâm trống này, thì nó sẽ làm chạy theo vòng tròn của tâm trống, tức là nó sẽ thể hiện cho sự kế thừa, sự phát huy những cái truyền thống tốt đẹp của cha ông luôn luôn được gìn giữ, luôn luôn được nối dõi theo những cái thế hệ sau, luôn luôn làm theo những cái điều tốt đẹp đó các bác ạ. Thì đó chính là những cái ý nghĩa cũng như là nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc luôn luôn được con người Việt Nam ta luôn luôn được gìn giữ này, luôn luôn được phát huy những cái điều tốt đẹp đó, chính là cái ý nghĩa của bức tranh trống này mang lại các bác nhá. Thì đó là về cái phần ý nghĩa của bức tranh này. Còn đối với bác nào đang quan tâm tới cái giá thành của cái mặt trống đồng này thì đây là một trong những mặt trống đồng thuộc phân khúc phổ thông, nên giá thành của nó sẽ rất là phù hợp cho bác nào mà mong muốn tìm kiếm một cái vật phẩm trang trí nó vừa ý nghĩa, vừa sang trọng mà nó lại có cái phân khúc vừa phải các bác nhá. Và đây cũng chính là một trong những cái sản phẩm mà em nghĩ là khá là phù hợp để các bác có thể dành tặng cho những đối tác, cho bạn bè, cho người thân, hay thậm chí là cấp trên của mình đấy ạ, vì nó rất là ý nghĩa này, mà nó lại họa tiết đẹp và cũng như là chất lượng thì cũng rất là đảm bảo cho bác luôn. Thì đấy là về cái mặt trống này. Và đối với những cái sản phẩm bên em, dù là phân khúc phổ thông cho tới phân khúc cao cấp, thì các bác khi mua hàng bên em, khi tin tưởng bên em thì đều nhận được những cái giấy tờ bảo hành đi kèm với chất lượng của sản phẩm như thế này các bác nhá. Thì khi các bác mua hàng thì đều nhận những cái giấy tờ như này, sẽ đầy đủ thông tin địa chỉ mua hàng của các bác này, đầy đủ sản phẩm các bác mua hàng, và nó sẽ có cái những cái thời gian bảo hành cụ thể cho các bác với những cái từng cái sản phẩm các bác mua, nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm về những cái sản phẩm các bác mua hàng bên em. Và các bác nên mua những cái bên có đầy đủ giấy tờ bảo hành như này và đầy đủ những cái uy tín để có thể đảm bảo cho các bác mua được những cái sản phẩm nó đẹp nhất, tốt nhất, đảm bảo nhất các bác ạ. Nếu mà các bác hay so sánh là những bên này bên kia họ bán ra rẻ hơn thì chắc chắn một điều cái về cái phần chất lượng
sức họ cũng sẽ không thể nào mà đảm bảo được, và cả cái phần bảo hành cho các bác sau này họ cũng sẽ không thể nào mà đảm bảo được cho các bác được đâu ạ. Nên là các bác hãy là một người mua hàng thông thái để lựa chọn được những bên bán hàng thực sự uy tín để đảm bảo cho các bác mua được những cái sản phẩm vừa ý nghĩa, vừa chất lượng mà còn phải là uy tín nhất các bác nhé. Thì đó là về cái chế độ bảo hành các sản phẩm bên em. Còn nếu mà bác nào đang ở những nơi xa, không phải ở ngoài Bắc mà thật là các bác ở trên toàn quốc từ Bắc vào Nam hay miền Tây, miền Nam đi chăng nữa, thì bên em có hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Khi các bác mua hàng bên em thì bên em sẽ vận chuyển tận nhà các bác luôn, thì các bác sẽ có cái chính sách là hỗ trợ miễn phí vận chuyển luôn đấy ạ. Và đối với những cái sản phẩm đi xa hay là mặc đi gần đi chăng nữa thì bên em sẽ đều có những cái quy trình đóng hàng vô cùng cẩn thận gửi tới các bác. Đó là khi mà các bác mua hàng, đặc biệt là những cái mặt trống như này sẽ được bọc bó góc rất là cẩn thận này bằng xốp nổ này, sau đó thì đưa tiếp tục vào khung của pallet để nó cố định cái phần tranh, cái phần mặt trống được cố định chắc chắn nhất để gửi tới tận tay các bác được an toàn, đẹp nhất và trọn vẹn nhất khi các bác có thể là nhận được hàng đẹp nhất các bác ạ. Đây chính là những cái quy trình đóng hàng bên em để có thể đảm bảo được cái sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất tới tận tay các bác. Và nếu mà các bác yêu thích những cái dòng tranh và mong muốn cho không gian nhà mình trở nên đẹp hơn, ý nghĩa hơn, sang trọng hơn và chất lượng hơn, thì mặt trống này là một trong những sự gợi ý vô cùng hoàn hảo cho các bác đấy ạ. Và nếu các bác yêu thích những cái video này bên em thì có thể là dành tặng cho em một like, một share, một đăng ký kênh tranh Ngọc Anh Tranh Đồng để em có thêm nhiều động lực hơn nữa để em tạo ra thêm nhiều video hơn cho các bác. Và nếu mà các bác quan tâm tới những cái dòng tranh bên em thì có thể liên hệ trực tiếp em qua số hotline Zalo 0339 737 519, thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn để chọn lựa cho các bác những cái sản phẩm phù hợp nhất, kích thước phù hợp nhất với các bác nhé. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn các bác trong những video tiếp theo của em.